Xin chào tất cả mọi người. Mọi người có biết cái vụ mà đang hot rần rần hiện nay không? Đang lan truyền những cái video trên mạng á, là con nhỏ nó bị đánh giả mang á. Mọi người có biết lý do tại sao mà nó bị đánh vậy không? Đó là cái tội lừa đảo và buôn người. Nó tuyển người Việt Nam đi qua nước ngoài làm gái, nhưng mà không có. Nó lừa người ta đi qua tới bển xong nó bán đứt người ta luôn. Nhiều người lắm chứ không phải là một hai người đâu. Rồi nó lừa chủ cả ở bển á. Nói chung là nó lương lẹo, nó lừa người ta mấy tỷ xong về nhà nó mua đất xây nhà, sống cuộc sống sang chảnh. Rồi người ta mới bắt được, người ta đánh cỏ đó đó. Có ai xem video rồi chưa? Ám ảnh thật sự luôn. Đánh đến nỗi mà lòi miếng băng vệ sinh ra ngoài luôn mà. Nhưng mà nói gì thì nói, lừa bán người ta thì quả báo nó đến nhanh dữ lắm. Nó chuyên lừa người ta đi qua bên Trung Quốc nè, Campuchia nè, Myanmar nè. Ai mà ham tiền là chết liền. Bây giờ nghiệp nó đến rồi đó. Xem xong mấy cái video đó đó, phải dặn lòng mình là phải sống tốt. Chứ mà sống sai, sống ác, có ngày mình cũng bị như vậy thôi. Mọi người có ai muốn xem mấy cái video đó không?